Các bạn đang nghe truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Tru Tiên, bản Tân Tu của tác giả Tiêu Đỉnh, tập 19, chương 181, Tâm Giới. Gió nhẹ vẫn thổi, thời gian lặng lẽ trôi qua, Thông Thảo Miếu lại chìm vào yên tĩnh. Ngày qua đi, đêm đến, ánh sao rơi xuống, chứng kiến bao nhiêu đổi thay của thế gian. Tiểu Hôi ngồi trên ngực Trương Tiểu Phàm, có vẻ hơi buồn ngủ, há miệng ngáp một cái, kêu ị chích chích y vài tiếng. Sau đó, nó dường như cảm nhận được điều gì đó, đảo mắt nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm chậm rãi mở mắt. Trước mắt hắn là bầu trời bao la vô tận, điểm xuyết vô số vì sao lấp lánh trong bóng tối, hắn cứ nằm đó, yên lặng nhìn bầu trời. Tiểu Hôi bên cạnh hắn có vẻ hơi hoang mang, bò lại gần nhìn một chút, rồi lại rụt về. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không có vẻ đau buồn hay kích động, hắn chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Bầu trời vô tận, đảo chuyển tinh di, trời đất yên tĩnh, chỉ có gió đêm lặng lặng thổi qua. Sáng. Trương Tiểu Phàm nhắm mắt lại. Mãi đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu lên người hắn, hắn mới mở mắt ra lần nữa, rồi đứng dậy. Hắn nhìn xung quanh, đống đổ nát hoang vắng ẩn mình trong bụi cỏ dại lại mang đến cảm giác thân thiết. Có rất nhiều nơi đã khắc sâu vào lòng hắn từ rất nhiều năm trước, không biết bao nhiêu nơi là chốn hắn đã từng chạy nhảy vui đùa thuở ấu thơ, lưu lại ký ức về một nơi đơn thuần và vui vẻ. Hắn thong thả bước đi, bước chân đạp trên bụi cỏ xanh không một tiếng động. Tiểu Hôi bên cạnh vọt tới, nắm lấy vạt áo hắn thoăn thoắt, leo lên vai hắn ngồi xuống. Rừ. Gió từ phía sau thổi tới, dường như mạnh hơn một chút, phát ra tiếng rít nhẹ, cỏ xanh bên cạnh theo gió lay động, tựa như sóng lớn. Tường đổ nát, tự như những người trầm mặc mà ôn hòa, lặng lẽ nhìn hắn. Hắn đi tới phía bắc thôn, nơi đó còn một chỗ phế tích càng thêm tàn phá, nhìn từ xa, hình dáng vẫn là ngôi miếu nhỏ đổ nát năm xưa. Lần này Quỷ Lệ đứng lặng khá lâu, hắn nhìn chăm chú vào gian miếu đổ nát, một lúc lâu sau trên môi hắn mới nở một nụ cười nhàn nhạt mà thân thiết. Nụ cười ấy thật ôn hòa, không còn chút oán hận và hối hận nào nữa. Sau đó hắn xoay người, cứ thế bước đi, không hề ngoái đầu nhìn lại. Đi thôi, Tiểu Hôi. Chít chít, chít chít. Con khỉ trên vai hắn khẽ kêu, đưa tay sờ lên đầu. Đi đâu? Hắn mỉm cười, đón làn gió mát thổi tới, nói, ê đi đến nơi chúng ta nên đến. Ánh mắt hắn hướng về phương xa, nhìn về phía Thanh Vân Sơn hùng vĩ sừng sững, đỉnh núi cao vút tận trời. Trên Thông Thiên Phong, Thanh Vân Môn, khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn loạn, ngược lại khu vực gần Hậu Sơn lại càng thêm yên tĩnh, không một bóng người. Khi ánh nắng ban mai chiếu vào khu rừng yên tĩnh phía sau núi, Trương Tiểu Phàm đang bước đi trên con đường mòn tĩnh lặng. Đường núi gập ghềnh, hai bên cổ thụ ung tùm, sâu trong rừng thỉnh thoảng vọng lại tiếng chim hót, con đường mòn quanh co uốn lượn, không biết đã chứng kiến bao nhiêu chuyện xưa nơi đây. Sơn lâm yên tĩnh, gió núi thoảng nhẹ, dường như không nhiễm chút bụi trần nào. Ngã ba đường quen thuộc hiện ra trước mắt, Trương Tiểu Phàm dừng bước, ánh mắt theo thói quen nhìn sang bên phải. Trong khe hở sau những tầng rừng rậm, thấp thoáng hiện ra một góc điện thờ tổ sư nguy nga tráng lệ. Hắn nhìn về phía đó một lúc, mỉm cười, rồi xoay người bước lên một con đường nhỏ khác. Trương Tiểu Phàm đi về phía Huyễn Nguyệt Động, một mạch tới tận cửa động. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, sâu trong Huyễn Nguyệt Động có một sức mạnh thần bí đang không ngừng triệu hồi hắn, muốn hắn đến đó. Cảm giác này, ngay cả khi hắn còn ở phế tích Thảo Miếu thôn cũng đã rất mãnh liệt. Đứng trước Huyễn Nguyệt Động, Trương Tiểu Phàm dừng bước, nhìn chăm chú vào nơi thần bí trước mặt. Từ cánh cửa đá nhỏ bé kia đã từng xuất hiện một vị thiên tài của Thanh Vân Môn. Thanh Diệp đạo nhân đã từng có vô số nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong quá khứ lưu lại dấu chân tại đây. Huyễn Nguyệt Động này chính là minh chứng cho sự hưng suy của Thanh Vân Môn suốt ngàn năm qua. Nhưng giờ đây trước mặt Trương Tiểu Phàm, nó chỉ là một hang đá bình thường. Hắn mỉm cười, ra hiệu cho Tiểu Hôi đi chơi ở khu rừng bên cạnh, rồi một mình bước vào, giống như trở về nhà, không chút do dự hay lưỡng lự. Ánh nắng bên ngoài bị vách đá che khuất, không thể chiếu vào trong động, bên trong động khá tối, cảnh tượng đơn sơ vẫn như lần đầu tiên hắn tới đây, ngay cả bức thái cực đồ treo trên tường cũng giống hệt như xưa. Trương Tiểu Phàm bước tới đặt tay lên thái cực đồ, ánh sáng xanh nhàn nhạt lóe lên, đó là huyền công chân truyền của Thanh Vân Môn. Dưới ánh sáng xanh, thái cực đồ chậm rãi phản ứng, sáng lên, lát sau vách đá bên cạnh từ từ dịch chuyển, để lộ ra một cánh cửa hình xoáy nước kỳ lạ. Hắn lại một lần nữa bước vào. Cảm giác mát lạnh ập tới, giống như hắn vừa bước vào một thế giới nước sâu. Ngay sau đó, Trương Tiểu Phàm phát hiện giống như lần trước,
xung quanh hắn là một không gian trống rỗng. Một vùng tối đen, vô biên vô hạn, không có ánh sáng, không có điểm dừng. Hắn nhìn về phía trước, nhưng ngoài bóng tối ra thì không còn gì cả. Hắn nhìn rất lâu, vẫn không nhúc nhích, cho đến cuối cùng, trên môi hắn bỗng nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi nhắm mắt lại, bước về phía trước. Mới bước được vài bước, sự yên tĩnh đến chết chóc bỗng nhiên bị phá vỡ. Âm im một tiếng, một luồng khí nóng ập tới, Trương Tiểu Phàm thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng mình như đang bước vào biển lửa, da thịt toàn thân đều bị ngọn lửa thiêu đốt, cơn đau dữ dội từ khắp nơi trên cơ thể ập đến, toàn thân hắn như sắp bị hủy diệt trong biển lửa cuồng bạo này. Nhưng hắn vẫn nhắm chặt mắt, ngay cả khi cơ mặt co rúng vì đau đớn, khóe miệng hắn vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt. Hắn bước từng bước, tuy chậm nhưng vững chắc về phía trước. Tiếng lửa cháy càng lúc càng lớn, không khí xung quanh cũng bắt đầu tràn ngập mùi khét kinh khủng, cơn đau trên người hắn ngày càng tăng, mỗi bước đi như phải chịu đựng nỗi đau gấp ngàn vạn lần. Nhưng bước chân hắn vẫn không dừng lại. Không biết từ lúc nào, ngọn lửa cuồng bạo dần dần rút đi, xung quanh hắn lại trở về với sự yên tĩnh, cơn đau trên người cũng biến mất. Trong không gian tĩnh lặng, bỗng nhiên có tiếng nước rơi tí tách bên tai hắn, những giọt nước lạnh như băng không biết từ đâu rơi xuống, rơi trên mặt Trương Tiểu Phàm. Lạnh thấu xương. Chỉ trong chốc lát, không hề báo trước, tiếng nổ ầm ầm vang lên từ phía trước, như sấm rền vang dội, trong đầu Trương Tiểu Phàm hiện lên một cảnh tượng đáng sợ, sóng lớn như rồng cao vạn trượng, ầm ầm đổ xuống. Bất cứ thứ gì cản đường nó đều nhỏ bé như con kiến, ngay cả Thanh Vân Sơn hùng vĩ cũng sẽ bị nó phá hủy trong nháy mắt, cuồng phong lạnh lẽo xé rách thân thể hắn. Cơn đau còn dữ dội hơn cả lửa thiêu gấp 10 lần lại ập đến từ khắp nơi trên cơ thể. Trương Tiểu Phàm chưa bao giờ biết, thân thể một người lại có thể bị hành hạ như vậy, có thể chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đến thế. Vô số bàn tay xé toạc hắn không thể thở được nữa, như đang chìm sâu dưới đáy biển, áp lực vô tận sắp nghiền nát hắn thành bột mịn, tan biến vào hư vô. Dù có chết, trước khi chết cũng phải mở mắt ra nhìn xung quanh. Ý nghĩ ấy như một ngọn đèn, bỗng nhiên xuất hiện trong thâm tâm hắn, không ngừng le lói như một sự cám dỗ. Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi bước về phía trước, mắt vẫn nhắm nghiền. Sóng lớn và gió lạnh xung quanh như bị chọc giận, bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ. Tiếng gầm rú vang dội, cảm giác như bị ngàn đao xé rách ập đến. Trán Trương Tiểu Phàm đã lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn vẫn giữ được một tia tỉnh táo, chậm rãi bước về phía trước. Từng bước, không hề dừng lại, như cuộc đời cứ thế trôi đi, không thể quay đầu. Thủy triều dần dần rút đi, tiếng gầm rú đáng sợ cũng biến mất trong hư vô. Sự yên tĩnh lại trở về bên cạnh hắn, dường như chỉ còn lại tiếng bước chân của hắn. Một mình bước đi trên con đường phía trước. Tiểu Phàm. Bỗng nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng hắn, trong khoảnh khắc Trương Tiểu Phàm như bị sét đánh, toàn thân chấn động, trên mặt lộ vẻ không dám tin, đây là lần đầu tiên hắn không tự chủ được mà dừng bước. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng môi đã bắt đầu run rẩy. Giọng nói quen thuộc ấy ở ngay sau lưng hắn, dịu dàng vô hạn, mang theo chút ôn nhu khiến hắn khắc cốt ghi tâm, dày dứt khôn nguôi, khẽ nói, y Tiểu Phàm, chàng không để ý đến thiếp nữa sao? Chàng quay lại nhìn thiếp đi. Thân thể Trương Tiểu Phàm bắt đầu run rẩy, bên trong hắn như đang có một cuộc chiến, hết lần này đến lần khác muốn quay đầu lại nhưng rồi lại cố gắng chịu đựng. Dù không bị hành hạ bởi đau đớn, nhưng lúc này đây, mồ hôi ướt đẫm áo, mặt mũi nhăn nhó, hắn còn thống khổ hơn cả khi bị lửa thiêu, bị sóng lớn vùi dập. Từng tiếng gọi trầm thấp mà rõ ràng, nhẹ nhàng vang vọng phía sau hắn, như không bao giờ dứt, cả đời long đong lận đận, chẳng phải là vì giọng nói ấy sao? Tại sao còn không quay đầu lại? À! Hắn bỗng nhiên hét lên, toàn thân run rẩy, nghiến chặt răng, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, như đã đến cực hạn chịu đựng. Nhưng dường như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ngoài giọng nói của Bích Dao đang gọi hắn phía sau, dần dần, hắn lại nghe thấy những giọng nói khác, đó đều là những người quan trọng trong cuộc đời hắn. Cha! Mẹ, sư phụ Phổ Trí, sư phụ Điền, sư nương Tô. Vô số giọng nói, tầng tầng lớp lớp, từng đợt, vang lên phía sau hắn, gọi tên hắn, cả đời như một giấc mộng, từng cảnh hiện lên trong tâm trí. Vượt ngàn núi, băng ngàn sông, một mình lữ hành, tuyết phủ ngàn non, bóng đơn độc hành. Hắn không muốn cô độc, không muốn trường sinh, hắn chỉ muốn được ở bên người mình yêu. Hắn ôm đầu khóc nức nở, như một đứa trẻ, không nơi nương tựa. Bỗng nhiên, có một giọt nước mắt rơi xuống, mang theo hơi ấm nhẹ nhẹ trên mặt hắn. Vô số tiếng gọi xung quanh vẫn vang vọng bên tai, không ngừng lôi kéo, cám dỗ hắn, muốn hắn mở mắt ra quay đầu lại. Nhưng, chính giọt nước mắt ấm áp ấy lại khiến cơ thể đang run rẩy của hắn dần dần bình tĩnh lại, cảm giác ấm áp và quen thuộc này, cách đây không lâu hắn đã từng cảm nhận được. Đã từng có người,
khi hắn sắp sụp đổ, vẫn luôn ở bên cạnh hắn, trong vô số đêm tối, ôm chặt lấy hắn, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm hắn. Cũng đã từng trong bóng tối mịt mù ấy, khi hắn đang mê man, trong cơn mơ màng, dường như có những giọt nước mắt ấm áp rơi xuống mặt hắn. Trong thế giới lạnh lẽo đáng sợ ấy, nói cho hắn biết, hắn không cô độc. Kiếp này, vượt ngàn núi, băng ngàn sông, tuyết phủ ngàn non, hắn không cô độc. Vô số giọng nói xung quanh bỗng trở nên gấp gáp, như bị kích động, mang theo vẻ thê lương tiếp tục gọi hắn. Nhưng thân thể Trương Tiểu Phàm chậm rãi đứng dậy, vẻ đau đớn trên mặt dần được thay thế bằng sự bình thản. Sau đó hắn khẽ mỉm cười, mang theo nỗi lưu luyến sâu sắc, bỏ lại tất cả những giọng nói ấy phía sau, mặc cho chúng gào thét, rồi dần dần im bặt. Sự yên tĩnh cuối cùng lại một lần nữa bao trùm. Hư vô biến mất. Hắn bước tới, đứng một lúc, rồi chậm rãi mở mắt. Trước mắt hắn không phải là một hang động, mà là hai thế giới, một sáng một tối. Nghiêng về bóng tối là một sa mạc hoang vu rộng lớn đến mức không nhìn thấy điểm cuối ở bên trái, không có cây cối hay hoa cỏ, chỉ có đá xám xịt và cát bụi, gió lớn thổi qua sa mạc tạo nên những tiếng hú ghê rợn. Bầu trời phía trên kỳ lạ, những đám mây dày đặc màu tím sẫm đè nặng lên thế giới này khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Trong những đám mây ấy, những tia sét trắng khổng lồ không ngừng đánh xuống từ bầu trời, xé toạc không gian. Sa mạc hoang vu, tràn ngập hơi thở lạnh lẽo của cái chết. Thế giới tươi sáng ở bên phải, Trương Tiểu Phàm nhìn thấy rất quen thuộc, hắn nhanh chóng nhớ ra, đó là cảnh tượng trên Ngọc Thanh Điện, Thông Thiên Phong, Thanh Vân Môn. Hai thế giới sáng tối giao thoa tại đây, nhưng thế giới bóng tối dường như mạnh hơn và rộng lớn hơn thế giới ánh sáng rất nhiều. Tại một nơi giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối cách đó không xa, có một người đang ngồi, tay cầm một thanh kiếm cổ kỳ lạ, dung mạo cổ kính, đó chính là Đạo Huyền Chân Nhân. Ngồi giữa hai thế giới, một nửa người Đạo Huyền ở trong bóng tối, một nửa ở trong ánh sáng. Sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối, đôi khi lại lộ ra vẻ đau đớn và dữ tợn. Mỗi khi bóng tối lan rộng, hắn lại lẩm bẩm, đi giết ngươi, giết ngươi. Mỗi khi ánh sáng chiếm ưu thế, hắn lại lộ vẻ thống khổ, khẽ nói, đi trừ ma, trừ ma. Trương Tiểu Phàm yên lặng nhìn Đạo Huyền Chân Nhân, đi tới trước người hắn, đột nhiên phát hiện, ở nơi minh ám giao hòa này, thân thể hắn cũng sớm đã sụp đổ trên làn ranh kia rồi. Trương Tiểu Phàm tận mắt nhìn thấy, nửa người Đạo Huyền Chân Nhân chìm trong bóng tối đã bị lưỡi dao sắc bén chém không biết bao nhiêu nhát, để lại vô số vết thương nhìn thấy mà kinh hãi. Nhưng bóng tối vẫn tồn tại, vẫn cường đại như cũ, không chịu rời đi. Đạo Huyền Chân Nhân bỗng nhiên thân thể chấn động, mở hai mắt ra, thấy Trương Tiểu Phàm đang đứng trước mặt mình. Là ngươi? Hắn thấp giọng nói. Trương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm vào hắn, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ánh mắt chậm rãi từ thân thể hắn rơi xuống thanh Chu Tiên cổ kiếm. Cổ kiếm nằm ngang trước người Đạo Huyền Chân Nhân, một nửa ở chỗ sáng, một nửa ở trong bóng tối. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, nói, từ ngươi có thể đi đến nơi đây, có phải là... Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trên mặt hắn hắc khí đại thịnh, thế giới hắc ám bên cạnh hắn đột nhiên bành trướng, cuồn cuộn như thủy triều ập về phía thế giới Ngọc Thanh Điện Quang Minh. Trong mắt Đạo Huyền Chân Nhân, hung quang lóe lên, nhưng ngay lúc này, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên đặt tay lên tay hắn, bàn tay đang nắm chặt Chu Tiên cổ kiếm kia. Một luồng khí tức ôn hòa nhưng thuần khiết truyền đến, hắc khí trên mặt Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi lui bớt, nhưng vẫn bao phủ hơn nửa khuôn mặt. Ánh mắt Đạo Huyền Chân Nhân thanh minh hơn vài phần, thở hổn hển mấy cái, ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, bỗng nhiên, hai mắt hắn sáng lên. Trương Tiểu Phàm trầm mặc một lát, sau đó nhìn Đạo Huyền Chân Nhân, khẽ nói, "Để con đường ngươi nên đi, đã đi xong rồi. Nghĩa ngươi nên thủ, đã thủ xong rồi. Những chuyện còn lại, cứ để ta." Ầm ầm. Trên Huyễn Nguyệt Động phủ, bỗng nhiên sấm sét nổ vang. Tia chớp bạc trắng xé rách tầng không, phản chiếu trong mắt Đạo Huyền Chân Nhân và Trương Tiểu Phàm. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn Trương Tiểu Phàm, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười. Trương Tiểu Phàm di chuyển bàn tay, từ trên tay Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi di chuyển đến chuôi kiếm Chu Tiên cổ. Tay của hai người đều nắm trên chuôi kiếm. Ầm ầm. Lại một tiếng sấm sét nổ vang. Đạo Huyền Chân Nhân từng chút một chậm rãi buông tay, thân thể hắn bỗng nhiên run rẩy, đầu tiên là nửa người chìm trong bóng tối bắt đầu hóa thành bụi phấn, sau đó đến lượt nửa người sáng ngời. Phía sau hắn, hai thế giới sáng tối bắt đầu kịch liệt rung chuyển, rồi cũng giống như thân thể hắn, bắt đầu tan biến như khói mây. Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi gật đầu với Trương Tiểu Phàm, sau đó nhắm mắt lại. Cứ như vậy chết đi, hóa thành bụi trần vô tận. Vì vậy trên Chu Tiên cổ kiếm, lúc này chỉ còn lại một bàn tay. Hai thế giới trước mắt đã hoàn toàn tiêu tán, xung quanh chỉ còn lại một mảnh hư vô đen kịt. Không cảm nhận được gì cả,
ngoại trừ thanh cổ kiếm trong tay. Trương Tiểu Phàm lộ ra một nụ cười trong bóng tối, nắm chặt chuôi kiếm. Năm ngón tay, khép lại, nắm chặt. Oanh! Tiếng sấm cuồng bạo đột nhiên vang lên, xé toạc cả bầu trời, điện quang tán loạn, phong vân cuồn cuộn, trên tầng không huyễn nguyệt quang hoa đại thịnh, thất thải quang mang lấp lánh không ngừng, hội tụ thành một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy thân ảnh Trương Tiểu Phàm. Bảy cột sáng bảy màu đột ngột dựng lên từ mặt đất, sâu trong quang hoa, thân ảnh Trương Tiểu Phàm thoạt nhìn có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng động tác của hắn, chậm rãi giơ Chu Tiên cổ kiếm lên cao. Theo cổ kiếm nâng lên, phong vân trên bầu trời xoay chuyển càng lúc càng nhanh, rồi tất cả quang huy trên tầng không đều hội tụ thành một thanh quang kiếm khổng lồ. Dưới ánh sáng huyễn nguyệt chiếu rọi, giữa không gian hư vô bao la, chậm rãi hiện ra một hàng chữ vàng khổng lồ, mỗi chữ đều cao hơn trăm trượng, từ trên trời thẳng xuống mặt đất, vô cùng hùng vĩ. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như sô cẩu. Sau đó, vô số quang hoa kỳ dị lấp lánh trên bầu trời, đại biểu cho thiên địa chí lý, viết lên những bí ẩn của trời đất. Phong vân cuồn cuộn, sâu trong quang hoa, ánh mắt kia nhìn chằm chằm lên bầu trời. Không biết bao lâu sau, trời đất yên tĩnh trở lại, khôi phục hư vô tĩnh lặng. Trong bóng tối kia, bỗng nhiên có một tia sáng le lói, chậm rãi lan rộng, cho đến khi chiếu sáng toàn bộ huyễn nguyệt động phủ. Nơi này xuất hiện một thế giới hoàn toàn mới, ấm áp, sáng ngời. Đây là Đại Trúc Phong. Chương 182, Tru Tiên. Hồng quang màu máu bao phủ toàn bộ Thông Thiên Phong, vô số thi hài máu thịt trải khắp núi rừng, biến ngọn núi tiên cảnh nhân gian này thành địa ngục máu thịt. Các đệ tử Thanh Vân Môn còn sống sót đã bị bức đến Ngọc Thanh Điện, trước mặt bọn họ là vô số khôi lỗi đang phát cuồng. Mà sau lưng những con rối đã hoàn toàn biến thành giả thú giết chóc này, trên bầu trời cao là một người khổng lồ màu máu khổng lồ. Nó như muốn chống trời đạp đất, toàn thân được hồng quang bao phủ, huyết khí nồng đậm như vật chất. Đầu to có sừng lớn, thân tám tay, mỗi tay cầm một loại binh khí khổng lồ khác nhau được tạo thành từ huyết khí, chính là hình tượng Thiên Sát Minh Vương trong truyền thuyết của ma giáo. Ở chính giữa trán Thiên Sát Minh Vương, mơ hồ có thể thấy Phục Long đỉnh được huyết khí bao phủ, thân ảnh Quỷ Vương cũng ở trên đó. Nhưng quỷ dị nhất chính là thân thể Quỷ Vương vậy mà đã dung hợp hơn phân nửa vào Phục Long đỉnh, hòa làm một thể với nó, chỉ còn phần ngực trở lên và đầu lộ ra bên ngoài cổ đỉnh. Nhìn từ xa, sắc mặt Quỷ Vương vê vặn vẹo, dữ tợn dị thường, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, gần như không khác gì đám khôi lỗi đang điên cuồng giết chóc bên dưới. Mỗi một lúc, Thiên Sát Minh Vương cự nhân lại phát ra một tiếng gầm rung trời, sau đó hai mắt bắn ra hai cột sáng đỏ như máu cực lớn quét xuống phía dưới. Nơi nào cột sáng màu máu này đi qua, khôi lỗi còn nguyên vẹn như hổ thêm cánh, liều mạng chém giết, khôi lỗi bị thương được tái sinh, lần nữa đứng dậy, nhưng đáng sợ nhất chính là khi người còn tỉnh táo bị cột sáng này chiếu vào, rất nhanh sẽ mất đi lý trí, biến thành khôi lỗi điên cuồng. Nguyên nhân Thanh Vân Môn hiện tại còn có thể kiên trì chống cự là bởi vì sau khi lui về Ngọc Thanh Điện, những người trốn trong Ngọc Thanh Điện tạm thời tránh được cột sáng màu máu này. Thế nhưng, hơi thở tuyệt vọng vẫn bao trùm tất cả mọi người, phía trước là vô số khôi lỗi, bọn họ sẽ có lúc kiệt sức, mà mái nhà Ngọc Thanh Điện phía trên cũng không phải vĩnh viễn kiên cố. Trên thực tế, nơi đó đã bị công kích mấy lần, nhìn qua lung lay sắp đổ. Thanh Vân Môn đã bị bức đến đường cùng, trong biển máu núi thây kia, bọn họ đã chiến tử rất nhiều người. Tất cả thủ tọa trưởng lão đều đã chết trận trước các đệ tử trẻ tuổi, bọn họ bảo vệ vinh quang cuối cùng của Thanh Vân Môn, không một ai lui về phía sau bỏ trốn. Bao gồm cả Linh Tôn Thủy Kỳ Lân, cũng bị Thiên Sát Minh Vương đánh trọng thương, rơi xuống đáy Bích Thủy Đàm. Chỉ có thủ tọa Phong Hồi Phong Tằng Thúc Thường, sau khi liều chết quyết chiến bị trọng thương hôn mê, bị tằng nhân liều mạng đoạt về, hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong Ngọc Thanh Điện. Thế nhưng nhìn xung quanh, ngoại trừ Tằng Thúc Thường đang hôn mê này, đã không còn ai thuộc bối phận trưởng lão nữa. Nhưng bọn họ không có thời gian để đau lòng, càng nhiều khôi lỗi xông lên, Thiên Sát Minh Vương trên trời gầm thét, vùng binh khí khổng lồ nện xuống Ngọc Thanh Điện. Vì vậy, những người trẻ tuổi còn lại cầm kiếm xông lên, Tiêu Dật Tài, Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo, Tống Đại Nhân, Văn Mẫn, Tằng Nhân, bọn họ bảo vệ các sư đệ sư muội nhỏ tuổi hơn ở phía sau, vùng kiếm chém giết. Âm ỉ một tiếng vang thật lớn, đột nhiên truyền đến từ đỉnh đầu, mái nhà Ngọc Thanh Điện rốt cuộc bị phá hủy hoàn toàn, vô số mảnh gỗ đá rơi xuống như mưa. Từ trên trời truyền đến tiếng cười điên cuồng đắc ý, vô số khôi lỗi khắp núi đồi như bị kích thích mãnh liệt, đồng loạt ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó điên cuồng xông lên, mà trên bầu trời, hai mắt Thiên Sát Minh Vương đã sáng lên. Trong Ngọc Thanh Điện, tất cả mọi người của Thanh Vân Môn đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, Lục Tuyết Kỳ cả người đầy máu hít sâu một hơi, giơ Thiên Gia Thần Kiếm lên ngang cổ. Văn Mẫn đứng bên cạnh nàng kinh hãi, vọt tới ngăn cản, Lục Tuyết Kỳ lại nhìn nàng nói, "Ê sư tỷ, thôi đi. Ta thà tự sát,
cũng không muốn để cho đám người kia dùng bàn tay bẩn thỉu giết ta. Thân thể Văn Mẫn run rẩy, nước mắt lưng tròng, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nàng quay đầu nhìn lại, thì ra là Tống đại nhân của Đại Trúc Phong, cũng cả người đầy máu, đang đứng sau lưng nàng. Văn Mẫn nhìn sâu vào mắt Tống đại nhân, Tống đại nhân cười cười, không biết lấy đâu ra dũng khí, đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, nắm chặt trong tay mình. Văn Mẫn như đột nhiên có thêm dũng khí, trên mặt không còn sợ hãi và tuyệt vọng nữa, chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng, nàng quay đầu lại, nói với Lục Tuyết Kỳ, "Đại sư muội, muội cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ lập tức đến bầu bạn với muội." Lục Tuyết Kỳ nhìn thoáng qua bàn tay hai người nắm chặt, cùng với bóng dáng dựa vào nhau, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, trong lòng nhẹ nhàng gọi, "Di Tiểu Phàm, chúng ta kiếp sau gặp lại." Hàn khí của Thiên Gia Thần Kiếm như xuyên qua da thịt, đâm vào huyết mạch, nàng khẽ mỉm cười, tay đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Đúng lúc này, Văn Mẫn bên cạnh đột nhiên kêu lên, một tay kéo Lục Tuyết Kỳ lại, hô, "Đề sư muội, chờ một chút." Lục Tuyết Kỳ khựng lại, buông Thiên Gia xuống, kinh ngạc nói, "Ờ sao vậy?" Văn Mẫn xoay người, nhìn về phía sau núi Thông Thiên Phong, mang theo vài phần không thể tin nổi, nói, "Lê mọi người nghe xem, mọi người nghe xem." "Đó là âm thanh gì vậy?" Chiến trường vốn hỗn loạn cuồng bạo, không biết vì sao, đột nhiên yên tĩnh lại, không có một chút âm thanh nào, ngay cả đám đại quân khôi lỗi ma giáo đang hung hăng kia, tất cả đều đứng im tại chỗ. Trong một mảnh yên tĩnh, Thông Thiên Phong cổ xưa vậy mà chậm rãi rung động. Một tiếng gầm nhẹ trầm thấp, từ sau núi Thông Thiên Phong bộc phát ra, dần dần cao vút, biến thành tiếng gầm sục sôi, thanh âm xé rách kim thạch, xông thẳng lên trời. Trong tiếng gầm, một đạo hào quang khổng lồ phóng lên trời, như cự long bị giam cầm ngàn vạn năm, đột nhiên thoát ra, tung hoành ngang dọc chín tầng trời, hô phong hoán vũ mà đến. Cuồng phong gào thét, trời đất biến sắc, núi non cúi đầu, vô số pháp bảo binh khí trong tay mọi người đều bắt đầu khẽ run rẩy. Tru tiên, tru tiên, đó là tru tiên. Đột nhiên, một tiếng hô đầy cuồng hỉ vang lên trước Ngọc Thanh Điện, thì ra là Tằng Thư Thư lao ra, chỉ vào hào quang trên trời hét lớn. Trong số các đệ tử Thanh Vân Môn còn sống sót, cho dù là người bị trọng thương, dường như cũng quên hết đau đớn, đều cố gắng đứng dậy nhìn lại, cột sáng rực rỡ tráng lệ kia, nối liền trời đất, không ai sánh bằng, dường như chính là niềm kiêu hãnh và gửi gắm vô song trong lòng bọn họ. Tru tiên. Bầu trời bị hồng quang màu máu che khuất, cũng bị hào quang đột nhiên xuất hiện này bức lui, hào quang rực rỡ bay lượn dưới chín tầng trời, lao nhanh đến, trên không trung Thông Thiên Phong, đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hào quang, như mặt trời thiêu đốt rơi xuống nhân gian, xua tan tất cả bóng tối. Sâu trong quang ảnh, một thân ảnh chậm rãi hiện ra, chỉ là hào quang kia thực sự quá chói mắt, khiến người ta không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy trong nháy mắt hào quang lóe lên, mọi người rõ ràng thấy được, trong tay người nọ đang chậm rãi giơ lên một thanh cổ kiếm. Tru tiên cổ kiếm. Trong nháy mắt, trên Ngọc Thanh Điện vang lên tiếng hoan hô rung trời, Văn Mẫn, Tống đại nhân cùng những người khác đều nước mắt lưng tròng. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ đột nhiên thân thể lão đảo, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ là lúc này mọi người đều đang nhìn lên trời, không ai chú ý đến sự khác thường của nàng. Bóng người trên bầu trời kia, tuy rằng ẩn hiện trong hào quang, nhìn không rõ ràng, nhưng đường nét bóng dáng kia đã sớm khắc sâu vào trong lòng nàng, dù chết cũng không quên, làm sao có thể không nhận ra. Tiểu Phàm. Nàng thầm gọi trong lòng ngàn vạn lần, đưa tay nắm chặt vạt áo trước ngực, như chỉ có như vậy mới có thể áp chế trái tim đang đập loạn của mình. Lúc này, Thiên Sát Minh Vương cũng phát hiện ra sự khác thường ở phía bên này, thân thể to lớn chậm rãi xoay lại, hai mắt đáng sợ nhìn chăm chăm. Sau một lát, đột nhiên từ trong miệng Thiên Sát Minh Vương truyền đến một thanh âm mang theo phẫn nộ và điên cuồng, "Lệ, hóa ra là ngươi." Đối mặt với câu hỏi của Quỷ Vương, thân ảnh trong ánh sáng kia không có bất kỳ câu trả lời nào, hắn chỉ giơ Tru Tiên cổ kiếm trong tay lên. Trong nháy mắt, tiếng gào thét kỳ dị vang lên, dưới bầu trời bao la, bảy ngọn núi trong dãy Thanh Vân Sơn đột nhiên bắn ra bảy cột sáng rực rỡ sắc màu, phóng lên trời như giao long bay lượn, xẹt qua không trung, cuối cùng hội tụ trên Tru Tiên cổ kiếm kia. Tiếng gào thét kỳ dị càng lúc càng vang dội, khiến cho cả thiên địa đều tràn ngập thanh âm này. Sau một lát, phản phất như thời gian quá khứ tái hiện, dưới vòng trời, thanh kiếm khí khổng lồ sắc màu rực rỡ kia xuất hiện, Tru Tiên kiếm trận từng lưu truyền trong lòng vô số người, rốt cuộc lại một lần nữa hiện thân ở nhân gian. Thiên Sát Minh Vương đột nhiên gầm lên giận dữ, hai mắt bắn ra hồng quang vạn trượng, phóng về phía Trương Tiểu Phàm. Nhưng màn sáng của Tru Tiên kiếm trận hơi nghiêng, trong nháy mắt vô số kiếm khí mang theo kiếm thế sắc bén vô song lao xuống, lập tức ngăn cản hồng quang này. Nhưng đáng sợ nhất chính là, Tru Tiên kiếm trận vẫn chưa dừng lại. Tất cả các ngọn núi trong dãy Thanh Vân Sơn bỗng nhiên đều bắt đầu chấn động, vô cùng vô tận linh lực từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, không cần thiên cơ tỏa,
không cần thiên cơ ấn. Giờ khắc này, Chu Tiên Cổ Kiếm đã dẫn động tất cả địa mạch linh lực, dẫn động thiên địa tạo hóa, đạt đến đỉnh phong nhất của Chu Tiên Kiếm Trận từ trước tới nay. Giữa thiên địa, tất cả sát khí và linh lực đều điên cuồng cuốn vào Chu Tiên Kiếm Trận, sau đó hội tụ trên Chu Tiên Cổ Kiếm tỏa sáng chói mắt vô hạn kia. Kiếm trận cường đại trên bầu trời mở rộng gấp 10, gấp trăm lần, bao phủ tất cả ngọn núi trong dãy Thanh Vân Sơn vào trong đó. Trời đầy kiếm ảnh, trời đầy kiếm khí, khiến người ta hoa mắt thần mê. Mà thanh cự kiếm màu sắc rực rỡ cường đại nhất trong đó, so với trước kia càng lớn hơn vô số lần, như bàn cổ cự thần chân chính khai thiên tích địa trong truyền thuyết cầm thần binh, tái hiện nhân gian. Tượng thần thiên sát minh vương giống như lần đầu tiên bị áp chế, lùi về phía sau một bước, sau đó tiếng gió thê lương đột nhiên vang lên, kiếm ảnh đầy trời chậm rãi chuyển động, tất cả đều chỉ về phía cự nhân màu đỏ này. Thiên sát minh vương nổi giận gầm lên, đột nhiên có mấy cánh tay vung binh khí màu máu khổng lồ, đánh về phía bóng người phía sau Chu Tiên Kiếm Trận. Huyết quang ngập trời, mây gió biến sắc. Nhưng nghênh đón nó là vô số quang ảnh kiếm khí, thanh âm đáng sợ như sấm sét vang lên trên bầu trời, vô số khí kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay Thiên Sát Minh Vương, cắt đứt huyết nhục xương cốt của hắn, chém đứt binh khí pháp bảo của hắn. Thiên Sát Minh Vương gầm lên một tiếng, lại lùi về phía sau một bước. Lúc này trên Phục Long đỉnh, Quỷ Vương đột nhiên gầm lên, cánh tay giơ lên, Thiên Sát Minh Vương như nhận được chỉ lệnh, tất cả cánh tay còn lại cùng nhau giơ lên trời. Lập tức vô số huyết khí hồng vân trên bầu trời như bị một lực mạnh mẽ kéo lên, thanh thế to lớn không gì sánh kịp. Ngay sau đó, từ trong đại quân khôi lỗi phía dưới, đột nhiên cũng dâng lên từng mảng lớn huyết hồng quang mang, nhìn kỹ lại, đúng là huyết khí bị hút ra từ đỉnh đầu của từng con rối đang phát cuồng. Khi những huyết khí này rời khỏi cơ thể, vô số con rối ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Trên trời dưới đất, vô số huyết khí hồng vân như sóng lớn cuồn cuộn hội tụ lại một chỗ, trên tay Quỷ Vương hóa thành hồng mâu khổng lồ vắt ngang bầu trời dài đến vạn trượng, điện mang nóng rực trên đó, xèo xèo, tán loạn, đáng sợ đến cực điểm. Thiên Sát Minh Vương ngửa mặt lên trời gầm thét, trong mắt chỉ còn lại khát vọng giết chóc, hồng mâu to lớn vô cùng ầm ầm đâm về phía hào quang của Chu Tiên Kiếm Trận. Trên Thông Thiên Phong, mặc dù vô cùng tin tưởng Chu Tiên Kiếm Trận này, nhưng tận mắt chứng kiến ma uy cái thế của Thiên Sát Minh Vương, mọi người vẫn biến sắc, không nói nên lời, Lục Tuyết Kỳ càng là sắc mặt tái nhợt, chăm chú nhìn lên bầu trời. Trong hào quang của Chu Tiên Kiếm Trận, bóng người kia không hề có ý né tránh, chỉ thấy hắn hai tay cầm kiếm, trong khoảnh khắc đó thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, sắc trời tối sầm lại, màu đen thâm thúy như vực sâu không đáy, lạnh lùng nhìn thế gian phàm tục. Bên trong Chu Tiên Kiếm Trận khổng lồ, đột nhiên tất cả màu sắc đều biến mất, kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt hội tụ lại một chỗ, hóa thành một thanh quang kiếm màu trắng nóng bỏng chói mắt. Thiên địa chấn động, núi non rung chuyển, Chu Tiên Cổ Kiếm mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, chém thẳng xuống. Hồng mâu khổng lồ lập tức bị chém đứt. Chu Tiên Quang Kiếm tiếp tục lao tới, xuyên qua bầu trời, chém tàn huyết sắc ngập trời, đánh tới trước tượng thần Thiên Sát Minh Vương kia. Trong ánh sáng chói mắt không thể nhìn thẳng, một đôi mắt lặng lẽ nhìn người khổng lồ này một cái, sau đó chém xuống. À! Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, một đạo kiếm quang chói lọi kia chém nát hư không thiên địa, một kiếm chém Thiên Sát Minh Vương thành hai nửa. Thiên Sát Minh Vương cự tượng loạn choạng lùi lại, một lát sau trên không trung đột nhiên vang lên tiếng động kỳ dị chói tai. Sau đó, mọi người thấy Phục Long đỉnh chậm rãi nứt ra, chia làm hai mảnh, từ trên không trung rơi xuống. Nhưng chưa kịp rơi xuống đất, Phục Long đỉnh đã hóa thành tro bụi, cùng với thân thể người trên đó, cùng nhau biến mất giữa trời đất. Rống. Thiên Sát Minh Vương phát ra tiếng gầm thét không cam lòng cuối cùng, hóa thành vô số huyết khí tán loạn, tan thành mây khói. Giữa không trung, Chu Tiên Kiếm Trận chậm rãi tiêu tán, bóng người cũng biến mất không thấy, như chưa từng xuất hiện. Trên Ngọc Thanh Điện, mọi người nhìn nhau, sau cơn ác mộng dường như có một cảm giác không thể tin được. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi sao? Mọi người đều hỏi nhau như vậy, nước mắt lưng tròng, như không thể tin vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Văn Mẫn vừa khóc vừa cười, ông Lục Tuyết Kỳ, miệng gọi, sư muội, chúng ta thắng rồi. Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười, nụ cười đó tựa như đóa hoa đẹp nhất nhân gian, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên dưới Thông Thiên Phong, vang lên tiếng hoan hô như sóng biển, các dị tượng trên bầu trời dần dần biến mất. Ánh nắng ấm áp một lần nữa chiếu xuống nhân gian, mang theo hơi ấm đã lâu không gặp. Dưới chân núi Thanh Vân, ngoài thành Hà Dương, một nhóm người chậm rãi đi dọc theo con đường hoang vu cổ xưa. Chu Nhất Tiên tay cầm tấm biển, tiên nhân chỉ lộ đi trước, Tiểu Hoàng mặt mày tươi cười đột nhiên quay đầu lại,
nụ cười rạng rỡ như hoa, hỏi người phía sau, Bình Nhi tỷ tỷ, tỷ nói thật chứ? Sau này tỷ sẽ cùng chúng ta chu du thiên hạ sao? Kim Bình Nhi mặc y phục màu vàng nhạt, thần thái kiều diễm vô hạn, mỉm cười, đưa tay ôm lấy vai Tiểu Hoàng, cười nói, đương nhiên rồi. Nhân gian này quá nhiều nguy hiểm, nam nhân xấu xa nhiều vô số kể, mùi mùi xinh đẹp như hoa này của tỷ, nếu tỷ không trông chừng mùi, thật sự là không yên tâm. Tiểu Hoàng cười khúc khích, bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì đó, lấy ra một vật từ trong ngực, chính là mệnh hồn đăng. Kim Bình Nhi liếc nhìn, chỉ thấy ánh nến trên mệnh hồn đăng đã tắt, đầu kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một luồng màu xám xanh, nhìn hư vô xa thăm thẳm, nhưng lại có chút giống âm hồn. Tiểu Hoàng nhìn Kim Bình Nhi, Kim Bình Nhi cười nói, sao vậy? Tiểu Hoàng im lặng một lát, bỗng nhiên cười nói, ta đạo hạnh thấp kém, không biết xử lý thế nào, vẫn là làm phiền tỷ tỷ một lần vậy, được không? Kim Bình Nhi nhìn nàng một lúc, mỉm cười, đưa tay vuốt ve má Tiểu Hoàng, nói, được. Tiểu Hoàng hít sâu một hơi, bỗng nhiên ném mệnh hồn đăng lên không trung, một lát sau ánh sáng màu tím đột nhiên đuổi theo, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt chém mệnh hồn đăng thành mảnh vỡ. Luồng âm hồn kia kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng hóa thành hư vô tan biến. Lúc này Chu Nhất Tiên ở phía trước cười ha hả, xoay người lại, cây gậy trúc Ê tiên nhân chỉ lộ Ê trên tay khẽ vung, lớn tiếng nói, Ê đi nhanh lên, hai nha đầu các ngươi, sao còn chậm hơn cả ta vậy? Tiểu Hoàng cười hì hì, nói, Ê tới rồi, gia gia đừng nóng vội. Nói xong, nàng kéo tay Kim Bình Nhi, chạy nhanh về phía trước, Kim Bình Nhi mỉm cười đuổi theo. Chỉ là đi được vài bước, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy núi Thanh Vân ở phía xa cao vút trong mây, hùng vĩ sừng sững. Nàng nhìn một lúc, bỗng nhiên mỉm cười, sau đó xoay người cùng Tiểu Hoàng bước đi. Hồ Kỳ Sơn. Dưới hang động Lộ Thiên khổng lồ do ngọn núi đổ sụp tạo thành, Tiểu Bạch xinh đẹp, đầy đặn bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gầm rú trầm thấp từ dưới tầng nham thạch, sau đó bốn phía đông, tây, nam, bắc đều có đá rung chuyển rơi xuống, chậm rãi có mấy cái đầu to lớn thò ra. Tiểu Bạch cười ha ha, vẫy tay với những linh thú uể oải, mệt mỏi này, sau đó tùy ý ngồi xuống một tảng đá bên cạnh. Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, như tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nàng duỗi người, ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười nói, đời cho nên mới nói, sống lâu, da dày thịt béo vẫn có cái lợi của nó, ít nhất có thể bảo toàn tính mạng, đúng không? Rống. Sau đại kiếp nạn, Thành Vân Môn đã đổi mới. Ngoại trừ thủ tòa Phong Hồi Phong vẫn là Tằng Thúc Thường, Tiêu Dật Tài tiếp quản Thông Thiên Phong, trở thành trưởng môn Thanh Vân. Lục Tuyết Kỳ tiếp nhận chức thủ tòa Tiểu Trúc Phong, Tống Đại Nhân tiếp nhận chức thủ tòa Đại Trúc Phong, còn Tề Hạo của Long Thủ Phong thì đã sớm là thủ tòa rồi. Thiên địa dường như đã khoác lên một diện mạo mới, chỉ là hình như vẫn thiếu một người. Hôm nay Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm xuống núi, tâm huyết dâng trào hay là nỗi nhớ nhung gia diết, nàng đến phế tích Thảo Miếu thôn dưới chân núi Thanh Vân. Tường đổ nát, gạch vỡ nằm rải rác hai bên, giữa làn gió nhẹ và cỏ xanh, lặng lẽ đứng đó. Nàng lặng lẽ đi về phía trước, nhìn xung quanh. Khi ánh mắt dừng lại trên bức tường đổ nát quen thuộc kia, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng. Đột nhiên, nàng sững người, không thể tin được mà dừng bước, chỉ thấy phía trước, sau bức tường đổ, có một người đang đứng. Hắn lặng lẽ đứng đó, trong mắt phản chiếu bóng dáng của Lục Tuyết Kỳ. Hai người cách một bức tường đổ, cứ đứng yên như vậy, nhìn nhau. Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu nỗi niềm, đều gói gọn trong ánh mắt này. Họ nhìn nhau mỉm cười, ánh mặt trời chiếu xuống, nhìn họ bước qua bức tường đổ, đến bên nhau. Các bạn đang nghe truyện Tru Tiên, bản Tân Tu của tác giả Tiêu Đỉnh tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 183, Hồng Loan Tiếu, hết. Ánh bình minh tỏa sáng, gió thổi qua rừng trúc, cả ngọn núi xanh tươi như sóng biển nhấp nhô, lại là một ngày mới. Trên đại trúc phong vang lên vài tiếng chó sủa, sau đó là tiếng cười đùa ầm ĩ, một lát sau, con khỉ lông xám cưỡi trên lưng đại hoàng từ trong cửa nhảy ra, mang theo tiếng huyết gió chạy ra ngoài hơn 10 bước. Xoay người nhìn về phía sau cửa. Một bóng người từ sau cửa bước ra. Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt Trương Tiểu Phàm, nhìn về phía xa xa vẫn còn vài làn sương trắng lượn lờ trên núi rừng trúc. Hắn duỗi người, hít sâu một hơi. Hai tay dang rộng, như đang ôm lấy cả ngọn núi xanh, rừng trúc này vào lòng, ngay cả mây gió trong thung lũng, núi non dường như cũng hòa nhịp với hắn, cuồn cuộn không ngừng, so với ngày thường nhanh hơn một chút. Hắn nhìn ngọn núi xanh tươi này, rồi quay đầu nhìn tấm biển Thủ Tỉnh Đường với nét chữ mạnh mẽ. Sau đó xoay người đi về phía nhà bếp. Cửa sổ, bàn ghế, ống khói bếp lò, hơi thở của năm tháng phả vào mặt, giống hệt như trong ký ức. Thời gian ở đây dường như đã dừng lại, chưa từng thay đổi điều gì, điều duy nhất thay đổi có lẽ là đống củi vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu bên ngoài tường.
nhớ lại lúc còn niên thiếu, củi lửa bên ngoài căn nhà này lúc nào cũng được xếp ngay ngắn, chất đầy. Trương Tiểu Phàm mỉm cười, bước vào nhà bếp. Phía sau hắn, Đại Hoàng Cổng Tiểu Hôi đi tới, thò cái đầu to lớn vào nhà bếp nhìn xung quanh. Thấy bên trong mới nhóm lửa, nó liền mất hứng thú, gâu gâu gọi Trương Tiểu Phàm hai tiếng, như đang oán trách, sau đó xoay người nằm xuống bên cạnh cửa, giống như một lão đại gia đang buồn chán chờ cơm. Tiểu Hôi vỗ vỗ đầu Đại Hoàng, nhảy xuống khỏi lưng nó rồi chạy tới bên cạnh Trương Tiểu Phàm, lục lọi trong đống củi nhỏ bên cạnh bếp lò, một lát sau tìm thấy một que cờ lửa đen xì, không thèm quay đầu lại mà tiện tay ném ra sau. Trương Tiểu Phàm đưa tay đón lấy, tùy ý cài lên hông, rồi bắt đầu nấu cơm với động tác thuần thục nhẹ nhàng. Khói bếp lượn lờ, từ ống khói nhà bếp dần dần bay lên, phiêu du trong mây mù xanh ngát bao phủ khắp núi, điểm thêm vài phần khói lửa ấm áp của nhân gian cho cảnh sắc nơi sơn cốc tự chốn thần tiên này. Một lát sau, hắn làm xong bữa sáng, ủ trong nồi, rồi tiện tay lấy thanh đao bổ củi dựa vào góc tường, nhìn kỹ thì thấy lưỡi đao đã hơi cùn. Trương Tiểu Phàm bật cười, lắc đầu lấy đá mài, vẩy chút nước mài cho sắc bén, rồi bước ra khỏi nhà, đi về phía sau núi. Tiểu Hôi nhảy lên vai hắn, kêu chít chít hai tiếng, Đại Hoàng thè lưỡi, vẫy đuôi vài cái, rồi lười biếng đứng dậy đi theo. Gió núi lùa vào mặt, mây mù giăng lối, một người, một khỉ, một chó dần dần khuất bóng trong màn sương. Trên biển mây, phía sau Thông Thiên Phong, Tiêu Dật Tài mặc một bộ đạo bào màu lục sẫm, men theo đường núi đi về phía sau Thông Thiên Phong. Cổ thụ tùm, cành lá già cỗi che khuất hơn nửa ánh ban mai, nhưng giữa kẽ lá vẫn có những tia nắng xuyên qua, hóa thành từng dải nắng nhỏ li ti trong rừng, nhìn trong tĩnh lặng lại có một vẻ đẹp kỳ lạ. Vài tiếng chim hót thanh thúy vang lên từ sâu trong rừng, Tiêu Dật Tài bước ra khỏi con đường núi hun hút lúc sáng lúc tối, trước mắt bỗng trở nên khoáng đạt. Phía trước xuất hiện một ngã ba. Gió núi thổi từ nơi xa không rõ hướng nào tới, phất phơ vạt áo hắn, Tiêu Dật Tài theo bản năng đưa tay chỉnh lại, rồi khẽ giật mình, buông tay xuống. Bộ đạo bào màu lục sẫm này được may riêng cho hắn, vừa vặn ông người, không có gì không ổn. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Tiêu Dật Tài lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, luôn cảm thấy bộ đạo bào này rộng thùng thình, nặng nề, đi lại không thoải mái. Hắn lắc đầu đi tới ngã ba, đang định tiếp tục đi thì bỗng nghe thấy một tiếng sột soạt khe khẽ vọng lại từ một con đường khác. Tiêu Dật Tài suy nghĩ một lát rồi xoay người đi tới. Tiếng chim hót trong rừng dường như nhiều hơn, ríu rít rất vui tai. Theo bước chân hắn tiến về phía trước, một tòa điện nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt, mang theo khí tức uy nghiêm, cổ kính, nhưng lại hòa hợp với rừng núi thanh u này, không biết đã sừng sững giữa rừng bao nhiêu năm tháng. Bảng hiệu trên điện là bốn chữ lớn Tổ Sư Từ Đường, trước đại điện là con đường núi đá xanh bằng phẳng rộng rãi, điểm xuyết rêu xanh cỏ biếc. Một nam tử tay cầm chổi, đang quét lá rụng, cành khô trên con đường này, tiếng sột soạt chính là từ hắn mà ra. Nghe thấy tiếng bước chân, nam tử vừa ngẩng đầu lên, Tiêu Dật Tài đã cười nói, Kinh Vũ sư đệ, sớm an lành. Lâm Kinh Vũ mỉm cười, đặt chổi xuống, hành lễ nói, Chưởng môn sư huynh, sớm an lành. Tiêu Dật Tài bước tới bên cạnh hắn, thân thiết vỗ vai Lâm Kinh Vũ, cười nói, ta và ngươi quen biết đã lâu, xưng hô như vậy chẳng phải khách sáo sao. Sau này ngươi cứ gọi ta là Tiêu sư huynh là được. Lâm Kinh Vũ định nói, nhưng Tiêu Dật Tài đã bước qua hắn, nói, ta vào dâng hương trước, lát nữa rồi nói. Lâm Kinh Vũ im lặng, nhìn bóng dáng Tiêu Dật Tài bước vào trong bóng tối sâu thẳm nơi cửa Tổ Sư Từ Đường. Một lát sau, hắn mỉm cười, lại cầm chổi lên, tiếp tục quét lá rụng trên mặt đất. Vừa bước vào Tổ Sư Từ Đường, Tiêu Dật Tài liền cảm thấy ánh sáng bên ngoài dường như dừng lại phía sau. Dưới tấm màn che màu vàng dày nặng, trên án hương có lư hương và nến, ba nén hương đã được thắp sáng cắm trong lư, làn khói mỏng manh bay lên, khiến những tấm bài vị màu đen phía sau án hương trông có vẻ hư ảo. Tiêu Dật Tài vẻ mặt nghiêm trang, cầm ba nén hương thơm lên, cung kính quỳ lạy trên bồ đoàn trước án, rồi cắm vào lư hương. Hắn lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn lên phía trên, những cái tên lừng lẫy, lưu danh thiên cổ được khắc trên bài vị, dường như cũng đang lặng lẽ quan sát hắn. Một lát sau, ánh mắt hắn dừng lại ở một bài vị đặt khuất trong góc không dễ nhận ra, trên đó có khắc dòng chữ, Linh vị trưởng giáo đời thứ 18 Thanh Vân Môn. Đạo huyền chân nhân, công nghiệp vô song, trăm năm tịch mịch. Tiêu Dật Tài nhìn thật lâu, rồi xoay người đi ra khỏi đại điện. Chỉ là không ai phát hiện ra, lúc hắn rời đi, trong đại điện, khói hương lượn lờ, một chỗ trên đài linh bài bỗng rung lên, một mảnh gỗ vụn rơi ra từ khe hở, vừa vặn rơi xuống bên cạnh bài vị của đạo huyền chân nhân, đứng ngang hàng với nó. Tiêu Dật Tài kéo kéo cổ áo,
tùy ý ngồi xuống bậc đá trước đại điện, cười nói với Lâm Kinh Vũ đang đi tới, Kinh Vũ sư đệ, dạo này không về Long Thủ Phong sao? Lâm Kinh Vũ lắc đầu, nói, nơi này thanh tịnh, thích hợp tu đạo luyện kiếm. Tiêu Dật Tài mỉm cười nói, ngươi là nhân tài hiếm có, Tề Hạo không nỡ để ngươi đi sao? Lâm Kinh Vũ nói, Tề sư huynh có tầm nhìn xa trông rộng, anh minh sáng suốt, từ khi hắn tiếp quản Long Thủ Phong, mọi việc đều đâu vào đấy, đâu ra đấy. Tuy vẫn chưa thể sánh bằng Trường Môn nơi này hưng thịnh phồn vinh, nhưng cũng đang trên đà phát triển, ta không cần phải nhúng tay vào nữa. Tiêu Dật Tài chỉ hắn, nói, khiêm tốn rồi. Rồi lại nói, vì nói đến chuyện này, hôm qua ta vừa đến Long Thủ Phong, trò chuyện với Tề Hạo sư đệ, nói rằng hiện nay bảy mạch Thanh Vân Môn chúng ta đang dần dần đổi mới, ngoại trừ Tăng Thúc Thường sư thúc của Lạc Hà Phong, các vị thủ tọa của các mạch khác hầu hết đều đã được thế hệ đệ tử xuất sắc mới kế nhiệm, khí tượng đã đổi khác. Nói đến đây, Tiêu Dật Tài dừng lại, mỉm cười nói, như hiện giờ phần Hương Cốc, mà giáo các phái đều suy yếu, Thiên Âm tự tổn thất nặng nề, so ra, Thanh Vân Môn chúng ta nhân tài tế tế, còn hưng thịnh hơn xưa. Lâm Kinh Vũ nhìn hắn, im lặng một lát rồi nói, đây đều là nhờ Chưởng Môn sư huynh lãnh đạo có phương pháp. Tiêu Dật Tài đứng dậy, nói, về muôn việc bộn bề, ta đang rất cần người tài, tông quy môn lực đã truyền thừa ngàn năm, cũng có những chỗ cần bổ sung, thống nhất. Sau này sẽ có lúc cần ngươi giúp đỡ, Kinh Vũ sư đệ nhất định phải giúp ta. Lâm Kinh Vũ im lặng không đáp. Tiêu Dật Tài chắp tay sau lưng đi, được vài bước, bỗng nghe thấy Lâm Kinh Vũ gọi sau lưng, đi Chưởng Môn sư huynh. Hửm. Tiêu Dật Tài quay đầu lại nhìn. Chỉ nghe Lâm Kinh Vũ nói, vì ta thấy dạo này sư huynh thường xuyên đến Huyền Nguyệt Động phủ, không biết có phải gặp chuyện gì khó khăn không? Tiêu Dật Tài mặt không đổi sắc, nói, vì không có. Lâm Kinh Vũ im lặng một lúc, nói, về chuyện lớn của tông môn, liên quan đến Long Thủ Phong, ta tự nhiên sẽ nghe theo sự sắp xếp của Tề sư huynh. Nhưng theo ý kiến ngu muội của ta, Chưởng Môn sư huynh nếu muốn thực hiện cải cách, hoặc gặp phải khó khăn, ngoài Long Thủ Phong, cũng có thể đến Đại Trúc Phong một chuyến, biết đâu sẽ có thu hoạch. Tiêu Dật Tài ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lâm Kinh Vũ, Lâm Kinh Vũ vẻ mặt thản nhiên, nhìn thẳng vào hắn. Một lát sau, Tiêu Dật Tài mỉm cười, gật đầu nói, như lời của Kinh Vũ sư đệ thật chí lý, nhìn người nhìn việc đều tin tường, quả nhiên là nhân tài hiếm có, ta đã hiểu. Lâm Kinh Vũ khẽ cúi đầu, khi hắn ngẩng lên, bóng dáng Tiêu Dật Tài đã biến mất. Trên Tiểu Trúc Phong, Văn Mẫn đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay, xem lại danh sách mình vừa viết trên tờ giấy trắng, rồi quay đầu nói, Đệ Tuyết Kỳ, muội có muốn xem lại không? Bên kia căn phòng, nữ tử áo trắng ngồi bên cửa sổ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dung nhan thanh tú, thần sắc bình tĩnh, ung dung, so với trước đây, bớt đi vài phần lạnh lùng, lại thêm vài phần ôn nhu. Văn Mẫn nhún vai, đi ra cửa gọi, Di Tiểu Thi. Dạ. Một cô nương xinh xắn, hay cười, mắt ngọc mày ngài đi tới, cười nói, Ê sư tỷ, có gì căng dặn á? Văn Mẫn đưa tờ giấy cho nàng, dặn dò, để lát nữa xuống núi, đến thành Hà Dương mua những thứ này. Tiểu Thi mắt sáng, lướt nhanh qua chữ viết trên giấy, rồi cười nói, Ừ không thành vấn đề, vậy muội đi đây. Văn Mẫn gật đầu, nói, Ê đi đi. Nói rồi xoay người đi đến bên cạnh Lục Tuyết Kỳ đang ngồi ngẩn người, liếc nàng một cái, rồi bực bội nói, Ê sư phụ đã giao vị trí thủ tọa Tiểu Trúc Phong cho muội rồi, vậy mà muội lại giao hết những việc này cho ta. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, một tia nắng ban mai vừa vặn chiếu lên gương mặt trắng nõn của nàng, ánh sáng dịu dàng như làm cả căn phòng sáng bừng lên. Dù là nữ tử, nhưng lúc này Văn Mẫn cũng không khỏi ngẩn ngơ, tấm tắc khen, Ê tuyệt sắc như thế này, ai mà chịu nổi chứ. Thôi được rồi, những việc vặt này cứ để ta làm, muội cứ chuyên tâm tu luyện là được. Lục Tuyết Kỳ vỗ nhẹ mu bàn tay Văn Mẫn, mỉm cười nói, Ê đa tạ sư tỷ. Văn Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, Ghi vừa rồi muội ngồi ngẩn người, đang nghĩ gì vậy? Lục Tuyết Kỳ chống cằm, như đang suy nghĩ, rồi nói, lời muội đang nghĩ hôm nay có chút việc, phải đến Đại Trúc Phong một chuyến. Văn Mẫn trừng mắt, cười khẩy, Ghi ấy, nói cho ta biết xem nào, hôm kia, hôm qua, hôm nay, muội đã đến Đại Trúc Phong ba ngày liên tiếp rồi, hôm nay còn chuyện gì chưa làm xong nữa? Nói mau cho ta biết, để ta mở mang tầm mắt. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, ánh mắt trong veo, long lanh, dịu dàng nói, mấy hôm trước vất vả lắm mới khuyên được hắn về núi ở, trong lòng vui mừng, nên muốn đến xem sao. Nhưng hôm nay thật sự có việc, cần sư tỷ đi cùng muội. Văn Mẫn ngạc nhiên, ta cũng phải đi sao? Có chuyện gì? Lục Tuyết Kỳ mỉm cười nói, hôm qua hắn nhờ muội, nói nhất định phải mời sư tỷ đến Đại Trúc Phong chơi. Hắn còn nói với muội, nam nhân trên Đại Trúc Phong đều là đồ ngốc,
nhất là kẻ đang ngồi ở vị trí thủ tọa, rõ ràng trong lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, nhưng cứ như quả bầu câm, không nói một lời, đến hắn cũng không chịu nổi nữa. Văn Mẫn ngẩn người, một lát sau mới hoàn hồn, hai má ửng đỏ, xì một cái, nói bậy bạ, không coi sư trưởng ra gì, tên kia học hư rồi. Lục Tuyết Kỳ cười hỏi, vậy sư tỷ có đi không? Văn Mẫn hừ một tiếng, đi, chúng ta đi ngay bây giờ, xem ta đến Đại Trúc Phong tìm hắn tính sổ. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, đứng dậy cùng Văn Mẫn đi ra ngoài, tiện tay vung lên, một luồng sáng xanh nhạt trong suốt bay tới, thanh kiếm cổ cao quý, lạnh lùng, hơn người, chính là Thiên Gia. Trong rừng sâu hun hút, thoang thoảng một luồng khí tức cổ xưa, từ trong hang động kia lúc ẩn lúc hiện. Tiêu Dật Tài đứng trước cửa động, ngẩng đầu nhìn bốn chữ Huyễn Nguyệt Động Phủ mạnh mẽ trên cửa động, cau mày, trên mặt hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc, do dự. Hắn đã đến đây rất nhiều lần, trong ngoài hang động cổ xưa này hắn đã quen thuộc, thậm chí cả luồng khí tức cổ xưa thoang thoảng quanh đây, hắn cũng biết từ đâu mà ra. Đó là từ cánh cửa ánh sáng kỳ lạ như sóng nước ở lối vào Huyễn Nguyệt Động Phủ. Thanh Vân Môn truyền thừa ngàn năm, có một số bí mật chỉ trưởng môn chân nhân mới biết, bao gồm cả nơi này, nhiều năm qua chỉ có trưởng môn chân nhân mới được phép vào. Tiêu Dật Tài chậm rãi bước vào hang động, đi đến trước màn nước ánh sáng lấp lánh, khí tức cổ xưa bỗng trở nên nồng đậm, xen lẫn một chút cảm giác quen thuộc. Thanh Tru Tiên cổ kiếm mạnh mẽ, đáng sợ kia, theo truyền thuyết vẫn luôn được cất giữ trong Huyễn Nguyệt Động Phủ này. Hắn đứng trước màn nước do dự một lát, rồi đưa tay chạm vào màn nước. Ánh sáng trong màn nước bắt đầu lay động, một tiếng rít trầm thấp, kỳ lạ vang lên từ nơi nào đó, vọng khắp hang động cổ xưa. Bên ngoài hang động, ánh nắng vẫn dịu dàng chiếu lên vách đá bên cạnh động, cây cổ thụ cành lá sum suê vẫn xanh tốt yên tĩnh, dường như không có gì khác thường. Một lát sau, Tiêu Dật Tài bước ra khỏi hang động, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài. Bên ngoài phòng bếp Đại Trúc Phong, trên khoảng đất trống dựa vào tường, hiện tại đã chất đầy củi lửa, nhìn cao hơn nửa người. Mà trong phòng bếp cũng có thêm vài người, là Tống Đại Nhân, Hà Đại Trí cùng Đỗ Tất Thư đang ngồi bên bàn ăn sáng. Về phần Trương Tiểu Phàm thì sau khi thu dọn xong bếp lò, hắn sờ sờ đầu con đại hoàng đang nằm sấp bên cạnh, hết sức chuyên chú gặm xương thịt, lại liếc mắt nhìn Tiểu Hôi đang ngồi trên xà nhà ăn quả dại, rồi mới ngồi xuống bên bàn, cười hỏi, hương vị thế nào? Đỗ Tất Thư ừng ực uống cạn chút cháo sơn trân cuối cùng trong bát, thở phào một hơi, cười nói, lão thất, may mà ngươi đã trở về. Nếu cứ để mấy huynh đệ chúng ta thay phiên nấu nướng qua loa thế này thêm vài năm nữa, e là ngươi sẽ được chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn đấy. Nói bậy. Tống Đại Nhân buông bát, trừng mắt nhìn Đỗ Tất Thư một cái, rồi quay sang hỏi Hà Đại Trí, lão nhị, lão tam và lão ngũ đâu. Hà Đại Trí nhún vai, ngủ nướng. Tống Đại Nhân lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vô dụng. Nói đoạn, khóe mắt liếc thấy Đỗ Tất Thư buông bát xuống đứng dậy, liền quát, muốn đi đâu, mau chóng rửa bát đũa cho sạch sẽ. Đã lớn thế này rồi, chút việc còn con này mà còn muốn lão thất giúp, có tin ta đánh gãy tay ngươi không? Đỗ Tất Thư trợn trắng mắt, nghiêm mặt nói, đại sư huynh, ta chỉ là ăn no đứng dậy vận động một chút, nào phải hạng người lười biếng. Trương Tiểu Phàm và Hà Đại Trí ngồi bên cạnh đều bật cười, Tống Đại Nhân dịp phì y một tiếng, lười đôi co với hắn nữa, cũng đứng dậy cầm bát đũa của mình định đi rửa, không ngờ Trương Tiểu Phàm bên cạnh lại đưa tay ra nhận lấy, rồi cười nói với hắn, đây đại sư huynh, hôm nay để ta dọn dẹp giúp huynh, huynh mau quay về thủ tỉnh đường trông coi đi, giờ này chắc họ cũng sắp đến rồi. Tống Đại Nhân khựng lại, y ai cơ? Rồi chợt hiểu ra, xua tay, y là Lục Tuyết Kỳ sư muội sao? Mấy ngày nay nàng ấy thường xuyên đến đây, nhưng đều là đến thăm ngươi, không liên quan gì đến ta. Trương Tiểu Phàm cười nói, từ nghe nói hôm nay Văn Mẫn sư tỷ cũng sẽ đến. Tống Đại Nhân kinh ngạc, trừng lớn mắt, vừa mừng vừa lo, thật sao? Sao nàng ấy lại đến Đại Trúc Phong chúng ta? Trương Tiểu Phàm phẩy tay, cười nói, vì hôm qua ta đã nhờ Tuyết Kỳ mời nàng ấy đến, nói là đại sư huynh có việc tìm nàng ấy. Thôi, không còn sớm nữa, huynh mau đi đi. Tống Đại Nhân còn muốn hỏi thêm, nhưng Hà Đại Trí và Đỗ Tất Thư đã nhanh chóng tiến đến, mỗi người kẹp một bên tay hắn, kéo hắn về phía thủ tỉnh đường. Vừa đi, Hà Đại Trí vừa lắc đầu thở dài, ơi đại sư huynh nhà, không phải ta nói huynh, may mà tiểu sư đệ có giao tình tốt với Lục thủ tọa Tiểu Trúc Phong, giúp huynh một việc lớn như vậy, nếu không chẳng lẽ huynh định cứ ôm mối tương tư này thêm vài năm nữa sao? Tống Đại Nhân hất tay hai sư đệ ra, sải bước về phía thủ tỉnh đường, trên mặt mang theo ý cười nhưng miệng lại lầm bầm, về sao có thể như thế, ta chẳng qua đang nghĩ cách mở lời thôi. Đỗ Tất Thư cười khẩy, ê đại sư huynh, huynh nên tự biết mình một chút đi. Hơn nữa,
huynh cũng không thể chỉ lo chuyện tình cảm của mình mà dây dưa mãi không quyết định như vậy. Các sư đệ đều đang nể mặt vị thủ tọa sư huynh này của huynh đấy. Huynh không thành thân thì thôi, đừng làm lỡ dở người khác chứ. Tống đại nhân sững người, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Thấy sắp đến cửa thủ tỉnh đường, y bèn chột dạ nói, ư vậy sao? Ta thật sự không nghĩ đến chuyện này, vậy thì đúng là sơ suất của ta rồi. Hửm. Tống đại nhân đột nhiên dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì, phì một tiếng, lão lục, ngươi lại nói nhăng nói cùi, coi ta là kẻ ngốc sao? Từ lão nhị trở đi, lão tam, lão tứ, lão ngũ cộng thêm ngươi là lão lục, mấy người các ngươi có cô nương nào để ý đâu, cả ngày chỉ quanh quẩn trên đại trúc phong này, lừa ai chứ? Hà Đại Trí và Đỗ Tất Thư đồng thời nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Tống đại nhân lại càng chột dạ, chớp chớp mắt, trầm ngâm, chẳng lẽ ta lại sai nữa rồi? À, hắn đột nhiên sáng mắt ra, rồi thẹn quá hóa giận, quay người trừng mắt về phía phòng bếp xa xa, nghiến răng, tiểu tử thối, thì ra là ngươi chê ta. Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn ngự kiếm phi hành, xuyên qua tầng mây sương mù, đáp xuống bên ngoài thủ tỉnh đường Đại Trúc Phong, liền thấy Tống đại nhân cùng hai vị sư đệ đang đứng chờ ở đó, trên mặt ai nấy đều mang theo ý cười. Lục Tuyết Kỳ thì không có gì, nhưng Văn Mẫn lại cảm thấy nụ cười của Tống đại nhân có chút ngốc nghếch, còn nụ cười của hai vị sư đệ thì lại ẩn chứa vài phần trêu chọc khó hiểu, nàng bèn đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Tống đại nhân một cái. Tống đại nhân chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ, liên tục gật đầu với Văn Mẫn, rồi cười toe toét nói với nàng, đến rồi à, mau vào trong ngồi đi. Nói đoạn liền đưa tay ra hiệu mời Văn Mẫn vào trong. Văn Mẫn có chút ngại ngùng, đưa tay véo hắn một cái, rồi nháy mắt ra hiệu với Tống đại nhân, nhỏ giọng trách, có chút nhãn lực nào không vậy, Tuyết Kỳ còn đang ở đây mà. Tống đại nhân bừng tỉnh, ho khan một tiếng, cười gượng gạo với Lục Tuyết Kỳ, là ta sơ suất, mời Lục thủ tọa. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, Tống sư huynh không cần khách sáo, mọi người đều quen biết cả rồi, không cần câu nệ những lễ nghi này. Tống đại nhân cười lớn, nói với Văn Mẫn, ta đã nói rồi mà, Lục sư muội cũng không phải người ngoài, dù sao thì sớm muộn gì cũng. Đang nói, bỗng nghe thấy tiếng chó sủa, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại hoàng đang chạy đến một cách vui vẻ, trên lưng chở tiểu hôi, tuy rằng sốc nảy nhưng tiểu hôi vẫn đứng rất vững vàng, vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, trông oai phong lẫm liệt. Văn Mẫn thấy con khỉ lông xám đáng yêu, liền mỉm cười đưa tay định xoa đầu nó. Không ngờ tiểu hôi lại há miệng ra, nhè răng nanh gầm gừ với nàng, trông rất hung dữ. Văn Mẫn giật mình, vội vàng rụt tay lại. Đỗ Tất Thư ở bên cạnh cười nói, Văn sư tỷ cẩn thận, con khỉ này tuy nhìn hoạt bát đáng yêu, nhưng tính tình lại rất kiêu ngạo, trừ lão thất ra thì nó không cho ai đến gần đâu. Lời còn chưa dứt, đại hoàng đã chở tiểu hôi đi ngang qua Lục Tuyết Kỳ, mọi người đều thấy Lục Tuyết Kỳ cũng đưa tay ra, dường như cũng có chút yêu thích tiểu hôi. Đỗ Tất Thư và Văn Mẫn đồng thời kêu lên, cẩn thận. Tiểu hôi ngẩng phát đầu lên, gầm gừ, vẻ mặt hung dữ, nhè ra hàm răng nanh sắc nhọn. Nhưng khi thấy người trước mặt là Lục Tuyết Kỳ, nó liền khựng lại, có vẻ hơi do dự, rồi bỗng nhiên liếc thấy bên tay nữ tử áo trắng kia lóe lên một tia sáng xanh lạnh lẽo, thì ra là thiên gia đã lặng lẽ tỏa ra một luồng kiếm khí, tuy rằng chưa ra khỏi vỏ nhưng lại mang theo hơi thở sắc bén lạnh lẽo, lặng lẽ áp vào ngực con khỉ. Tiểu hôi chớp chớp mắt. Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ nhìn nó. Tiểu hôi vẫy đuôi, rồi nghiêng đầu. Chích 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 chích. Tiểu hôi nhe răng cười, vẻ hung dữ biến mất, nụ cười trông rất đáng yêu, sau đó nó nhảy từ trên lưng đại hoàng xuống trước mặt Lục Tuyết Kỳ, vừa nhảy nhót vừa lộn vòng, trông rất hoạt bát và thân thiện, còn đưa đầu ra cọ cọ vào lòng bàn tay trắng nõn của Lục Tuyết Kỳ. Mọi người trước thủ tỉnh đường đều trầm mặc. Luồng kiếm khí lạnh lẽo biến mất, Lục Tuyết Kỳ mỉm cười nhìn con khỉ lông xám. Tiểu hôi một tay kéo Lục Tuyết Kỳ, một tay chỉ về phía phòng bếp Đại Trúc Phong, Lục Tuyết Kỳ gật đầu, sau đó chào tạm biệt Văn Mẫn, rồi đi về phía đó. Tiểu hôi rất biết lấy lòng mà dẫn đường ở phía trước. Đi được hai bước, nó bỗng phát hiện đại hoàng không đi theo, liền tiện tay nhặt một cục đất nhỏ ném về phía sau, ê bốp ê một tiếng trúng ngay đầu đại hoàng. Đại hoàng ngơ ngác nhìn xung quanh, đi gâu ê một tiếng, rồi vẫy đuôi chạy theo. Nhìn bóng dáng Lục Tuyết Kỳ cùng một khỉ một chó dần dần khuất xa, mọi người trước thủ tỉnh đường nhìn nhau, một lúc sau, Đỗ Tất Thư mới lẩm bẩm, ê con khỉ chết tiệt này, sao trông còn giống chó hơn cả đại hoàng nữa. Cánh cửa phòng bếp y kẹo kẹt y mở ra, Trương Tiểu Phàm đang ngồi trước bếp lò quay đầu nhìn lại, liền thấy ở phía cửa, một nữ tử thanh lệ đang đứng đó mỉm cười. Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh, từ xa vọng lại tiếng gió thổi qua rừng trúc, mây mù giăng lối. Nàng áo trắng như tuyết, tà áo khẽ bay, tựa như tiên tử giáng trần,
nhưng lại lưu luyến chốn hồng trần. Nàng đến rồi. Trương Tiểu Phàm mỉm cười đứng dậy. Ta đến rồi. Lục Tuyết Kỳ lên tiếng, bước vào phòng bếp, thấy nơi này được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế, bếp lò đều không dính một hạt bụi, trên bàn còn có một cây củi đen để đó. Ánh mắt nàng dừng lại trên cây củi một lúc, rồi nghe thấy Trương Tiểu Phàm nói, vì gần đây ta tìm thấy một loại trà dại ở phía sau núi Đại Trúc Phong, không thể pha, chỉ có thể nấu, nhưng hương vị cũng rất ngon. Nàng muốn uống không? Lục Tuyết Kỳ đi đến bên bàn ngồi xuống, tiện tay đặt thiên gia lên bàn, vừa vặn nằm cạnh cây củi. Sau đó nàng quay đầu lại, mỉm cười, xinh đẹp như hoa bách hợp nở rộ, ê muốn uống. Trương Tiểu Phàm mỉm cười, đứng dậy đi đến bếp rót một chén trà, rồi dùng rây lọc kỹ bã trà, sau đó đặt lên bàn trước mặt Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ bưng chén trà lên, một mùi hương trà tự nhiên nồng nàn phả vào mặt, khác hẳn với những loại trà thanh đạm mà nàng từng uống trước đây. Nàng có chút kinh ngạc, cẩn thận nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy vị ngọt lan tỏa trong miệng, hương trà thơm ngát khiến tinh thần sảng khoái, nàng mỉm cười gật đầu, "Ê trà ngon thật." Trương Tiểu Phàm cười nói, "Ê trà dại này uống cũng được." Nói đến đây, hắn bỗng nhíu mày, một lúc sau Lục Tuyết Kỳ cũng nhận ra, đứng dậy cùng hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía thủ tỉnh đường. Chỉ thấy trên không trung Đại Trúc Phong có một luồng ánh sáng xanh bay tới, lượn một vòng rồi đáp xuống trước thủ tỉnh đường, hiện ra một bóng người mặc đạo bào màu xanh đậm, chính là Tiêu Dật Tài. Không lâu sau, liền thấy Tống Đại Nhân, Văn Mẫn cùng những người khác từ trong thủ tỉnh đường bước nhanh ra, chào hỏi Tiêu Dật Tài. Có thể thấy mọi người đều có chút bất ngờ, nhưng dù sao Tiêu Dật Tài cũng là trưởng môn của Thanh Vân Môn, mọi người đều rất kính trọng hắn, sau khi chào hỏi xong, liền cùng nhau mời hắn vào thủ tỉnh đường. Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ thu hồi ánh mắt, nhìn nhau, Trương Tiểu Phàm khẽ nói, vì nàng cũng qua đó chào hỏi đi. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, nhưng không lập tức ra ngoài, mà đi đến bên bàn, bưng chén trà lên uống thêm một ngụm, rồi quay đầu lại mỉm cười với Trương Tiểu Phàm, để ta uống trà xong đã. Trương Tiểu Phàm bật cười, lắc đầu, ánh mắt nhìn nàng ấm áp và dịu dàng, không nói gì thêm. Mọi người trong thủ tỉnh đường an tọa, Tống Đại Nhân là chủ nhà nên ngồi ở vị trí thấp hơn để tiếp khách, đối diện là Lục Tuyết Kỳ trầm tĩnh ít nói, vị trí cao nhất là Tiêu Dật Tài, còn những người khác thì ngồi ở phía sau. Lúc này, Tiêu Dật Tài thao thao bất tuyệt, lời lẽ dí dỏm khéo léo, thái độ hòa nhã thân thiện, nói chuyện sư tích cũ, dẫn chứng kinh điển, tóm lại là hai mạch Thông Thiên Phong và Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong từ xưa đến nay vốn là đồng môn thân thiết, tình nghĩa của bậc tiền bối, người trẻ tuổi chúng ta không thể quên, mà phải phát huy hơn nữa, sau này phải thường xuyên qua lại vân vân. Lại nói đến tình hình hiện nay, trong tông môn trăm việc đợi làm, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong đều là nơi có nhiều nhân tài, rất nhiều việc quan trọng cần giao phó, mong chư vị đừng từ chối, hãy giúp ta một tay, cùng nhau làm cho Thanh Vân Môn ngày càng lớn mạnh vân vân. Tống Đại Nhân gật đầu đến nỗi mỏi cả cổ, cơ mặt cũng bắt đầu cứng đờ, không khỏi hâm mộ Lục Tuyết Kỳ đối diện vẫn luôn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Thấy Tiêu Dật Tài cuối cùng cũng nói xong, đứng dậy, hình như định cáo từ, nhưng đột nhiên lại nhớ ra điều gì, bèn nói với Tống Đại Nhân, "Vì à đúng rồi, nghe nói Trương Tiểu Phàm Trương Sư đệ gần đây đã về núi. Ta và hắn cũng coi như là người quen cũ, nên đến thăm hỏi một chút. Không biết Trương Sư đệ hiện đang ở đâu?" Tống Đại Nhân ngẩn ra, chỉ tay về phía phòng bếp xa xa, "Y lão thất à, Tiểu Phàm Sư đệ đang ở phòng bếp bên kia, trưởng môn sư huynh đợi một lát, ta đi gọi hắn đến bái kiến." Tiêu Dật Tài nào chịu để hắn đi gọi người, vội vàng ngăn lại, cười nói, "Để thân phận của Trương Sư đệ không tầm thường, sao có thể chậm trễ như vậy được? Để ta tự mình đến đó là được rồi. Các ngươi cũng không cần phải tiếp ta nữa, lát nữa ta gặp xong Trương Sư đệ sẽ tự mình về núi." Tống Đại Nhân do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn mang theo Hà Đại Trí và Đỗ Tất Thư cùng Tiêu Dật Tài đến cửa thủ tỉnh đường, tiễn hắn đi về phía nhà bếp. Trong đại sảnh, Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ sóng vai đứng, nhìn mấy người bên ngoài thủ tỉnh đường, một lát sau Văn Mẫn bỗng nhiên khẽ nói, "Vị trưởng môn sư huynh hình như càng coi trọng vị kia hơn." Lục Tuyết Kỳ trầm mặc không nói, ánh mắt có chút thâm trầm, nhìn bóng người ở đằng xa kia, dường như có vài phần xem xét suy tư. Tiêu Dật Tài đi tới cửa bếp, nhìn kỹ thì thấy một nam tử ngồi bên bàn trong bếp, y phục bình thường, dung mạo quen thuộc, chính là Trương Tiểu Phàm. Tiêu Dật Tài cười lớn, bước nhanh tới nói, "Đệ Trương sư đệ, đã lâu không gặp." Trương Tiểu Phàm nhìn hắn, cũng mỉm cười, nói, "Lê Tiêu sư huynh, mời ngồi, uống trà." Tiêu Dật Tài khựng lại một chút, lập tức cười ngồi xuống đối diện Trương Tiểu Phàm, đưa lưng về phía cửa, uống một ngụm trà, thuận miệng nói, "Lê trà ngon." "Đúng rồi, Trương sư đệ ngươi còn nhớ cảnh tượng chúng ta lần đầu gặp mặt năm đó không?" "Đó là lúc giao tranh với yêu nhân ma giáo đấy, thoát cái đã qua bao nhiêu năm rồi." Trương Tiểu Phàm nghe thấy giọng điệu thân thiết của Tiêu Dật Tài, mỉm cười gật đầu, sau đó nghe hắn nói về những đổi thay trong những năm qua,
dường như có vài phần cảm khái, rồi lập tức chuyển chủ đề, trên mặt Tiêu Dật Tại lộ ra vẻ kính trọng, nói: "Phải nói rằng, từ sau khi sư phụ ta, Đạo Huyền Chân Nhân, tạ thế, ta vốn tưởng rằng trên đời này không còn ai có thể khống chế Chu Tiên Cổ Kiếm nữa. Không ngờ ngày đó, cuộc chiến Thông Thiên Phong đang ở thời khắc then chốt, Trương sư đệ lại điều khiển Chu Tiên, thúc giục Chu Tiên kiếm trận, vào lúc nguy cấp xoay chuyển tình thế, thật sự khiến ta bội phục không thôi." Nói xong, hắn vỗ bàn một cái, vẻ mặt vui mừng, nói: "Tông môn có ngươi, quả thật là phúc phận của Thanh Vân ta." Trương Tiểu Phàm cười nói: "Tiêu sư huynh, quá khen rồi." Tiêu Dật Tài mỉm cười nói: "Trương sư đệ, ngươi thiên phú dị bẩm, đạo hành cao thâm, sau này trong tông môn có việc cần mượn sức, mong rằng ngươi đừng chối từ. Những ngày này ta thường đến Huyễn Nguyệt Động Phủ, chiêm ngưỡng di tích của các đời tổ sư, cũng là may mắn Thanh Vân môn ta được trời phù hộ, vừa rồi." "Tiêu sư huynh." Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang lời hắn. Tiêu Dật Tài có chút kinh ngạc, nhìn Trương Tiểu Phàm, nói: "Trương sư đệ, làm sao vậy?" Trương Tiểu Phàm nhìn hắn một lát, nói: "Chu Tiên Cổ Kiếm, rất quan trọng với Thanh Vân môn đúng không?" Tiêu Dật Tài không chút do dự, nói: "Đó là điều đương nhiên, kiếm này là trọng khí trấn phái của Thanh Vân môn ta, không gì sánh bằng." Trương Tiểu Phàm nhìn hắn im lặng một lát, rồi nói: "Vậy ngươi nói xem, nếu ta không trả lại Chu Tiên kiếm này, thì sẽ thế nào?" Tiêu Dật Tài bỗng nhiên im bặt, hắn lặng lẽ nhìn Trương Tiểu Phàm, trong chốc lát, mọi âm thanh trong nhà bếp đều biến mất, yên tĩnh đến mức dường như hai người bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Một luồng sát khí lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa trong căn phòng này. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Dật Tài đột nhiên cười, giọng điệu ôn hòa, nói: "Ừ Trương sư đệ, ngươi thật biết nói đùa, nhưng ta biết ngươi không phải người như vậy." Khóe miệng Trương Tiểu Phàm cũng dần dần hiện lên ý cười, nói: "Ghê, Tiêu sư huynh sáng suốt, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Ta đã sớm trả Chu Tiên kiếm vào Huyễn Nguyệt Động Phủ rồi." Tiêu Dật Tài thở phào nhẹ nhõm, đang định cười nói gì đó, lại nghe Trương Tiểu Phàm nói tiếp: "Y chỉ cần vào Huyễn Nguyệt Động Phủ, tự nhiên sẽ thấy Chu Tiên cổ kiếm." Sắc mặt Tiêu Dật Tài bỗng nhiên lạnh xuống, hắn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm, sâu trong đáy mắt dường như có một tia sáng phức tạp khó hiểu lướt qua. Trương Tiểu Phàm không né tránh ánh mắt khác thường của Tiêu Dật Tài, hắn chỉ bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên cười, nói: "Đây có phải ngươi không vào được Huyễn Nguyệt Động Phủ không?" Một tháng sau, Thanh Vân Môn nghênh đón hỷ sự, hai mạch Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong lại kết thông gia, thủ tọa Đại Trúc Phong Tống Đại Nhân cưới đệ tử Tiểu Trúc Phong Văn Mẫn. Mọi sự náo nhiệt khó mà kể hết, không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi, đến đêm đại hôn, khắp Đại Trúc Phong đều giăng đèn kết hoa, khách khứa bạn bè chật kín vô cùng náo nhiệt. Các vị thủ tọa của Thanh Vân Môn đều đến đông đủ, trưởng môn chân nhân Tiêu Dật Tài còn đích thân đến Đại Trúc Phong, chủ trì hôn lễ cho hai người và tặng hậu lễ. Đèn hoa treo cao, náo nhiệt ấm áp, khiến chốn tiên cảnh này cũng nhuốm màu hồng trần vui vẻ. Mãi đến đêm khuya, tân lang tân nương được đưa vào động phòng, khách khứa bạn bè lần lượt ra về, mọi người dần dần tản đi. Đại Trúc Phong dần dần yên tĩnh trở lại, ở phía xa ngoài thủ tĩnh đường, ngoài cửa nhà bếp lại treo hai chiếc đèn lồng đỏ, tăng thêm vài phần không khí vui mừng cho nơi này. Dưới ánh đèn, Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên cao kia có rất nhiều luồng sáng rực rỡ lướt qua, đó là những vị khách rời khỏi Đại Trúc Phong. Trong đó, luồng sáng bay cao nhất mang theo thanh khí phóng lên trời, nhìn qua có khí thế sắc bén không gì cản nổi. Một lát sau, hai người thu hồi ánh mắt, Lục Tuyết Kỳ khẽ nói: "Ờ, ngươi ra tay giúp hắn." Trương Tiểu Phàm ừ một tiếng, nói: "Y dù sao hắn cũng là Thanh Vân trưởng môn." Lục Tuyết Kỳ gật đầu, không nói gì thêm. Dưới ánh đèn lồng đỏ, gương mặt trắng nõn của nàng dường như cũng ửng hồng, bỗng nhiên nàng chú ý tới phía dưới đèn lồng, hai bên cửa nhà bếp còn dán câu đối đỏ, nhìn kỹ thì thấy viết hai câu thơ cổ, bỗng nghe tiếng sáo nơi trần thế. Nghiêng mình tựa cạnh loan phượng, cười mãi không thôi. Lục Tuyết Kỳ khẽ đọc, Trương Tiểu Phàm bên cạnh đã bước tới, nói: "Vậy ta viết." Lục Tuyết Kỳ mỉm cười. Hai người xoay người cùng nhìn về phía thủ tĩnh đường, sắc đỏ tràn ngập, ấm áp như xuân. Lục Tuyết Kỳ muốn nói lại thôi, gương mặt nàng ửng đỏ, bỗng nhiên tay nàng khẽ động, thì ra là Trương Tiểu Phàm đã nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Hai người nắm tay nhau, nhìn nhau mỉm cười. Gió đêm mát lạnh thổi qua vạt áo, mây mù trôi nổi, rừng trúc xào xạc, nào hay biết nhân gian đã qua bao nhiêu năm tháng. Các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Chu Tiên, bản Tân Tu, của tác giả Tiêu Đỉnh tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyện đọc việt.vip, mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.
Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.